Lưu ý là cái việc đậy nắp cho cái thùng xốp này chúng ta phải đậy kín. Đậy kín để tránh gió rồi thì tránh mưa rồi tránh các loại côn trùng, kiến mối, rán, chuột vân vân để tấn công vào những cái hạt giống khi mà chúng còn bé, chúng còn non nớt hoặc là khi chúng lên thành cây giống. Thì đây là tuy nhiên là gì, chúng ta phải lưu ý là phải căn thời gian để mở nắp thùng. Ví dụ như đối với cây rau mầm chẳng hạn thì chúng ta 2 ngày chúng ta phải mở nắp rồi, sau ngày thứ cuối ngày thứ 2. Và đối với cây rau cải thì khoảng ngày thứ 3 thì chúng ta sẽ phải mở nắp thùng. Nếu không là khi mà ở độ tuổi đấy gặp cây bắt đầu cần ánh nắng mặt trời mà chúng ta lại vẫn chưa mở nắp thùng thì dẫn đến là cây sẽ bị thiếu ánh nắng và sẽ bị còi cọc, kể cả chúng ta sau đó chúng tiếp nhận ánh sáng mặt trời thì chúng vẫn có thể bị suy dinh dưỡng. Đúng không? Ở đây chúng ta hết sức lưu ý cái thời gian. Và đối với cái rau mồng tơi thì 7 ngày lặn.